Đây, như vậy thì đối với lại cái này, chúng ta cho số thứ nhất ha, số 1, số 2, số 3. Và chúng ta sẽ gán cho ba số này với ba giá trị. Giả sử như số 1 thầy sẽ gán bằng 1 2 3 4.56. 456 rồi, ok. Số 2 thầy gán bằng hai số thôi. Chấm. Rồi 56, 56, 7, 8, 9. Số 3. Số 3 thầy sẽ gán bằng 1 2 3 4 5 6 7 chấm 8 9 chấm 8 đi. Chỗ này 3 4 5 6 7. Rồi, như vậy thì chúng ta có 3 số. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng lệnh để chúng ta xuất ra. Phần trăm f phẩy số 1. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ xuất số 2. À, có này có xuyệt n một cái để cho nó xuống dòng. Số 2 và số 3. Số 2, số 3. Rồi, chúng ta không có định kiểu ha. Chỗ này chúng ta chỉ để vậy thôi, không có format nó. Thì khi mà các bạn chạy á, rồi khi các bạn chạy, các bạn thấy cái số của mình nè, đó, nó không có đều nhau, không có đều nhau. Đó. Như vậy thì ở chỗ này số chúng ta nó hơi lớn, mình cho nó ngắn lại 4 5. Rồi từ từ đi ha. Tí nữa thì nói đến phần đó sau. Rồi, như vậy thì các bạn thấy là khi mà mình xuất ra mà mình không định kiểu thì nó không có đều. Giả sử chỗ này mình sẽ chấm 2 4 5 chấm 5 hết. Ba cái mình đều chấm 5. Rồi phía trước này mình để chữ A, chữ B, chữ C. Nhìn cho nó dễ. Rồi, như vậy chỗ này cái dấu chấm của mình nó cũng không đều. Mặc dầu phía sau nè, mình thấy là nó là ok. Nhưng mà chấm nó cũng không đều. Rồi, vậy thì làm sao để cho nó đều nhau đây? Đi chỗ này giả sử mình chừa khoảng cách chỗ này là 5 thì mình chừa 8 đi. 8 khoảng. Tất cả đều 8 hết. Đó, được chưa? Tất cả đều mình đổi lại chỗ này kiểu double đi. Double thử coi ha. Rồi, chưa khoảng trắng của chúng ta đây, gắn thêm 8.5, chưa 8 khoảng cách để mà chứa cái số này, double số 1, số 2, số 3. Ví dụ chỗ này mình chọn 3 thì coi nó ra cái gì. À, 8 không đủ các bạn, quên. Tại vì biết sao không? Tại vì mình đã chừa phía sau là 5 rồi. 5 thì phải thêm chỗ này là 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11. Chỗ này là 8 là không đủ thì ít nhất là 11 thì mình cho luôn 12 để cho nó rộng. Đó. Cho nên là số 8 của chúng ta nó không đủ là vậy, nó không có thấy được cái khoảng cách giữa các số. Rồi. Như vậy khi mà chúng ta tăng lên cái khoảng cách để cho nó vừa đủ hoặc là dư thì nó sẽ căng đều cho chúng ta và dấu chấm nó sẽ đều nhau. Đó là những con số và những ý nghĩa của cái việc là chúng ta định kiểu cho nó. Ví dụ chỗ này hồi nãy là thầy để 8.
8 thì cái này có thể là được, nhưng mà chỗ này mình đã chừa phía sau là 5 rồi. Thì 8 còn có 3. Đấu đủ. Cho nên nó không canh lề được. Phải không? Cho nên là thầy chọn là tổng khoảng cách, tổng số khoảng trắng, khoảng ký tự mà mình chừa cho con số này là 12. Trong đó có 5 là dùng cho phần thập phân. Thì nó sẽ canh theo cho chúng ta đúng như ý là dấu chấm đều nhau. Được không nào? Như vậy riêng cái phần là phần trăm F mà chúng ta control nó, tức là chúng ta quản lý được cái code này, chúng ta hiểu tường tận nó, thì sau này các bạn làm một cái bài liên quan đến tính tiền điện chẳng hạn, bạn sẽ xuất danh sách các khách hàng ra và tiền điện của tháng đó là bao nhiêu đồng, ví dụ như vậy, thì các bạn sẽ có được cái